chào tất cả các bạn nha. Cái này tiếp tục đi, mình cũng đi thăm lưới bãi gắn nữa các bạn, mà mình đi vào buổi chiều nha các bạn. Do hồi sáng mình đi một tăng mà nó không hết lưới rồi, giờ này mình mới đi nha các bạn. Chứ cỡ này bẫy tặc quá mấy bạn ơi, chứ con số gắn trời nắng này nó chết nhiều quá mấy bạn, cho nên mình chịu khó mình thả lội hoài mấy bạn ơi. Chiều hôm nay thì giờ này cũng nằm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ nghe mấy bạn, mình lội đi trời còn nắng quá mấy bạn ơi. Ở này khu đầu dưới nha các bạn, hồi sáng mình đi đầu trên này. Thôi giờ mình tiếp tục đi tới những tay lớn nha mấy bạn. Tiếp theo nghe, nãy giờ mình đi 4-5 tay nó cũng không dính nha mấy bạn. Mong bò này mình có giăng 2 tay không nó dính nha mấy bạn. Đây một tay mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy này đồng quê người ta xả lúa rồi, cái đầu cỏ bọng trên bờ mấy bạn thấy không? Đó, người ta lắp cho lớn mình luôn đó mà bỏ đại gì mấy bạn. Thế họ có gắn nó cũng lướt qua lướt lại nó cũng dính nha mấy bạn. Đây lúa ta mới xả các bạn. Còn trên bờ ta xịt thuốc cỏ chống gì các bạn, cho nên bây giờ mình văng tỷ lệ nó ít dính là do vậy đó nha mấy bạn, như nó trốn đi bớt rồi mấy bạn ơi. Ồ đây có dính nè mấy bạn, văng bên đó người ta người ta trong động dính gắn lãi nha bạn. Đấy, còn sống hay không, nằm im ghê. Ồ còn sống mấy bạn ơi. Này mấy bạn thấy gắn vừa dính là đầu là gùi bu lại địch tửa vậy nè các bạn, dù cho gắn còn sống đi nha mấy bạn. Đó nó là vậy đó nghe mấy bạn. Nó con gùi nó bắt mùi hay lắm, gắn còn sống nhăn vậy mà bu lại địch tửa kiểu đó, mà mình mà lấy gắn ra mà mình không rửa đó mấy bạn là bắt đầu con gắn nó bị hư nha mấy bạn. Cho nên mình dính mấy gắn này mình phải đem xuống mương mình kiếm chỗ nào mình rửa cho sạch gùi đó mấy bạn, chứ gắn này cũng mới dính đây chứ không lâu đâu nè. Mà các bạn coi gùi bu nè, gắn còn sống nhăn vậy đó, còn sao bóng giỡn nè, mà gùi bu hì hì nè đó. Mấy bạn thấy cũng văng đơn giản không đó, mặt bờ bình thường vậy đó, nhưng mấy bạn đừng có văng giữa bờ này nha. Nếu bạn nào nằm trong ngày có muốn đi bẫy lưới giống như mình nha bạn, văng cặp mé này nè đó mấy bạn thấy không, gắn thì nó đi thường thường đi cặp mé nhiều hơn đi giữa bờ. Những cái con gắn đi giữa bờ là do nó ăn no rồi đó mấy bạn, nó đi rong ngong gì đó chứ chút xíu là tụt xuống mé à, nó đi lần theo mé nước kiếm ăn với cái nước đổ uống mấy bạn. Đây rồi thôi mình cũng xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, do mình đi của mình anh nên không có quay lại cảnh gỡ được nha mấy bạn thông cảm giùm ha. Rồi một hơi mình đi tới tay tiếp theo, nếu nó có dính đó, thì mình test lại cho mấy bạn xem. Mà luồng lưới này luồng lưới cũ mấy bạn ơi, như chiều này mình thăm ít cỡ này, cái khu này nó có khoảng 20 tay rồi nghe mấy bạn. Rồi cho mình xin tạm ngưng đây nha. Rồi, nãy giờ mình lội cũng 5-6 tay nó không dính nha bạn. Ở đây khu vực này mình có được 2 tay nha mấy bạn. Các bạn thông cảm nha, mình hay cảm nên mình hay tặng hắn nha, mấy bạn thông cảm giùm nha. Hổng gài mình bị cảm lâu quá mà do mình lội đi hoài mấy bạn, cho nên nó cũng chậm hết quá mấy bạn ơi. Cỡ này thời tiết cũng khó thất thường quá mấy bạn. Đây, đây mình có giăng tay nha mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy nhìn lưới của mình giống lưới tàng hình không bạn? Mình đưa kế bên cây đài này nhìn thấy nè các bạn. Này là đài giữa mình chổi lên nha bạn. Đây, tại mình bắt dặn xéo đi tay lưới không đều quá mấy bạn. Thì khu này ở đây thì mình có được 2 tay mấy bạn ơi. Tại mình giăng chặn mấy cái đầu này không à, do mấy cái ông đồng nghiệp mình đang đặt bẫy trong đây nhóc chân nè, mình không có dẫm sâu vô được, mình dẫm được mấy cái đầu này mình chặn mấy gắn lãi không ngựa đủ có đi gọc ra vô mấy bạn, nên mình không có dẫm sâu vô. Khu vực đây là tùm hoang du lắm nha các bạn, khu vực này đặt bẫy là ngon lắm nha các bạn. Mà mình mà nói địa điểm nào ngon thì đa số mình đi vô đó thì đồng nghiệp mình cũng đặt lự cho nghe mấy bạn. Còn mấy chỗ mình thấy trống trống vậy chứ đồng nghiệp mình không vô, tại vì đặt bẫy không được á. Còn ở mấy khu vực bịch này mấy đồng nghiệp mình đặt bẫy được là đặt bích dịch chân. Đây ở đằng trước này mình còn tay nữa nha các bạn. Khu này thì hổm gà mình cũng văng dính được mấy con lãi đó mấy bạn ơi, chứ còn hay còn gắn nước gì đó của mấy lít trước á. Nè mấy bạn thấy vỏ bao đồng nghiệp mình bỏ đó sáng dế chân không, ở đây mình có con tay nha các bạn. À tay lưới này hơi dùng nha các bạn. À dính con gì các bạn ơi, nè bạn thấy không, mấy tay lưới lại mình nhìn thấy cái gì nó nhung vậy là mình hiểu đó nghe các bạn. Chà một em hổ hán nha mấy bạn, hổ nón đây, hổ nón của mình nghe mấy bạn, còn bánh mì của anh Võ Minh Phụng đây. Con này coi to không mà gị dữ kìa, các bạn thấy nó gị ghê không nè. Đó đọc cái đậu đây gị xuống đó kìa, các bạn thấy chưa, đó gị tuốt dưới đó đó mấy bạn thấy đã. Để mình mau nó lên thử cho bự không nha mấy bạn. Ủa, con này to mấy bạn ơi, quá mạnh quá trời vậy mấy bạn ơi, một tay mình vẫn lỡ nữa. Đây bạn nhìn thấy đã không, đây con này cũng khá nha bạn, con này cũng cỡ 700-800 gram nha bạn, đã chưa. Thì buổi chiều nay mình đi vậy là cũng được rồi nha bạn, tại vì luôn này có khoảng 20 tay lưới rồi mấy bạn ơi. Mà lưới này lưới tàn nữa, lưới này thì mình đã ấy rồi nha mấy bạn. Ôi ơi mấy bạn thấy chuột nó cắn cái đuôi nè nha bạn, bị bẹp mà hên cắn cái đuôi chứ phải nó cắn cái đầu là rầu rồi nha mấy bạn. Đây
đó, bạn thấy không? Đó, đó. Quậy đó, mấy bạn thấy đã không? Đi lại ta lưới mà thấy gì cái mắt thứ nha các bạn. Gắn một con nha các bạn. Đó, đó. Mấy chuột nó cắn cái đuôi như cái đuôi gắn trơn đó mấy bạn thấy không? Mình mà đi trễ trễ nó cắn cái đầu thì chết luôn rồi đó. Nó vậy đó, dùng mình chuột lắm mấy bạn ơi. Chịch cái là cắn banh chành gắn trơn. Rồi, mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây ngã này dưới mé, khó quay chút nha các bạn. Đây. Đó, nó dưới mé đó. Mình xin tạm ngưng máy đây nha các bạn. Mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem để mình xử lý nó nha các bạn. Quậy quá quậy rồi mấy bạn ơi. Rồi, cho mình xin tạm ngưng đây đi. Nãy giờ mình lỗ cũng 5-6 tay nữa, nó không dính mấy bạn ơi. Giờ mình vô bóng xài, mình núp mát nha các bạn. Đây là khu vực bờ xài nha các bạn. Ở bên đây thì người ta nuôi cá nha các bạn. Quê mình thì người ta trồng xài nhiều lắm mấy bạn ơi. Trồng xài diện tích chiếm trên bờ là 50% đó. Còn số còn lại trồng đu đủ, trồng chanh, trồng mẵn cầu, trồng đồ nhóc hết nha các bạn. Rồi, mình cũng mời mấy bạn uống với mình miếng nước nha. Do bữa nay buổi chiều quá trời nên phải đem nước theo uống mấy bạn ơi. Chứ còn lội không nổi, quá trời cái này nó nắng rồi. Thì mấy bạn cũng đã thấy nãy giờ thành quả của mình nó được hai chú nha các bạn. Còn đây thì mình đem theo cái gói thuốc mình hút với lưới nha các bạn. Lưới đem theo chỗ nào im im mình dẫn thêm nữa các bạn. Nãy giờ đây được một con hổ nón với một con gắn lãi nha các bạn. Mà nói chung cái luồng lưới này nó cũng dính yếu lại mấy bạn. Tại vì do mình giăng lâu lắm rồi, giăng mình bắt bớt gắn rồi còn không nhiêu nữa. Rồi ba lưới tàn đó, dạng mình cuốn về cũng không làm gì nên mình để đại đó, mình rảnh mình lội lai ga nó dính được nhiêu ăn nhiêu nha các bạn. Đây, còn có mấy tay bờ này nữa rồi mấy bạn ơi. Đó, thành quả nãy giờ đó nha các bạn. Rồi, giờ mình đi tới tay tiếp theo luôn nha các bạn. Tới tay tiếp theo đây bờ này luôn, mấy gặn tay luôn mấy bạn. Mình té thẳng luôn. Đây, mình gặn cặp mé đó nha các bạn, mình xích đây nha các bạn. Chà, từ xa có hàng mấy bạn ơi. Bạn thấy gì không? Lỗ cái đài luôn mấy bạn ơi, nó xuống dưới lùm nè mấy bạn. Mình văng lên đây nha các bạn, ở dưới đây là mương nha mấy bạn. Đó, mương bên đó, ruộng bên đó cũng bờ nữa nghe mấy bạn. Các bạn thấy hết biết gắn đã không? Ôi ôi, con hổ nón đậm ghê bạn, nhảy hết cây đài mình luôn mấy bạn, gắn này to nghe bạn. Đây, mấy bạn nhìn thấy gì chưa kìa, nó kênh sầm mông kìa. Đó, to nghe bạn, nè, các bạn coi cái phanh đó nè. Ủa, cái kênh kìa. Ủa. Ừ, mày đi được á, tới đó quắn đó nghe các bạn. Nó nhổ cái đài nó quắn lại ca đó là đã không các bạn. Dừng đi thăm mà gặp thứ này nó đã gì đâu nghe các bạn. Nè, các bạn coi coi, đã không? Con này chắc chèm chèm ký nghe các bạn. Không ký cũng 995 gram đó chứ, không có nhỏ nữa đâu. Quá đã các bạn ơi kìa, coi thả không kìa. Lội mệt. Mà lại đây. Gặp này quá trời đã các bạn ơi. Bờ này mình nghi còn nữa hay gì đó nghe bạn. Nè mấy bạn thấy khu vực này ngon không? Bờ xài dung nuôi cá ở đây là mương lắng đầu nó hay ở cặp mé sậy này nghe bạn. Sậy đế nè bạn thấy không? Đó. Bên đó người ta phát trống mà chắc ổng bên đó ổng ăn chuột rồi ổng phát trống rồi người ta xả lúa đó mấy bạn rồi nó nhảy qua đây cái gì. Bên đó là ruộng nghe bạn, bên đó ruộng cũng người ta cũng trồng xài luôn đó. Còn khu vực bên đây là dung cá, còn bờ này là bờ xài nữa. Ở đây là mương lắng để người ta lấy nước vô nè mấy bạn. Lấy nước ra vô ruộng với ra vô dung cá nè. Văng đây. Đó, tự dưới đó văng xéo lại nghe các bạn. Mình đoán nó thế nào nó ở trong bịch gì đó. Mấy bạn văng cái lưới thì mấy bạn cũng hay để ý nè. Nó ở trong bịch gì đó chứ nó ít khi nào nó đó, đằng đó bịch đó. Cây cối không phải không? Nó ít khi nào mà nó đi trong bịch mình văng ít dính đó mấy bạn. Mà mình văng ra hơi trống trống gì là mình dễ dính hơn nghe các bạn. Gắn lãi đồ cũng vậy nữa. Có một số bạn comment nói bên mình sao mà mấy bạn gặp gắn lãi mà văng không dính. Mấy bạn gặp gắn lãi, mấy bạn đừng có văng vô trong bịch quá. Văng vô mấy đám sậy như mấy cái bụi nổ đồ nghe là nó leo leo cây không mấy bạn khó dính lắm. Mấy bạn văng chịch bên. Ví dụ như đó bụi sậy đó mấy bạn văng chịch đây nè, giống như mình bắt cái thế văng nè, đừng có văng lại ngay đó. Nếu mấy bạn văng ngay đó lại đó là leo lên chân à, tỷ lệ 10 con dính 3 con à. Còn nếu mà mấy bạn văng chịch bên gặp nó khúc giữa văng chịch bên mấy bạn đón hai đầu ha, là mình hứa với mấy bạn dính là 60-70% là bắt được á. Khu vực đừng có cây nha bạn, cây nó leo cây á. Leo cây nhưng mà leo leo chứ tới hồi ăn nó cũng tụt xuống rồi mấy bạn ơi. Rồi phẫu cục đuôi mấy bạn. Rồi thì mình cũng nói với mấy bạn là nãy giờ thành quả mình đây nè, được có hai con nè, đó. Hai con hổ ngựa nè nha, con hổ ngựa con lãi vô lộn. Đây con hổ ngựa nữa là được hai con.
Rồi bây giờ mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn, mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem nha. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi. Rồi mình lội về tới nhà mấy bạn ơi, nó không dính nữa mấy bạn ơi. Thì thành quả mình nãy giờ mình cũng cho mấy bạn test cho mấy bạn xem đó, được có 3 con mấy bạn ơi. Đây. Đây đó, mấy bạn thấy đã không? 3 con này chơi có ký nghe mấy bạn. 3 con này cây, một con nó gần cả ký, con kia nữa cũng gần gần 2 ký nghe bạn. Cỡ ký 7 ký 8 thủ nghe bạn. Đã không? Bạn thấy có 3 con mà bạn thấy một túi nha, đã không? Đó. Đó. Mình bây giờ dính vậy là đỡ đó nghe bạn, tại luồng lưới này luồng lưới cũ một phần, với còn phần nữa là cái như nó cũng sắp hết mùa rồi. Mình hơi khó đón hướng gắn đi mấy bạn ơi, giờ nó cũng muốn vô ủ đông nữa các bạn, nên nó đi cũng yếu lắm. Trời xe lạnh này hậu hành nó sẽ đi mặn chặn nữa, dài cử nữa đó mấy bạn. Nhưng mà hậu hành thì mình bắt hơi yếu mấy bạn ơi, mấy đồng nghiệp mình đập bẫy bắt mới nhiều. Rồi được 2 con, có 1 con to nha các bạn, có con này gần cả ký nha các bạn, còn có 1 con khủng à, còn con kia cũng không bự hung, con kia tạm được thôi. Nhưng còn em gắn lại đây, ở đây là khu vực này cũng là vuông cá nhà mình nè các bạn, còn chạy gà mình ở đây nghe các bạn. Đây đó, chạy mình đó, đó chạy tôm đó là chạy gà mình nghe bạn, còn đây mình ngủ giữ gà nghe bạn. Ở vùng quê mình á thì nói chung ở nông trường xung hậu mình đó mấy bạn, mỗi một người sẽ được diện tích đất là thông thường mặt bề ngang là 50 m, nên ai cũng sẽ đều móc cái vuông giống giống nhau vậy nè các bạn. Rồi, có số người thì được 100 m mặt ngang, có số 50 m thì 50 m, đa số ai cũng móc cái mương, còn không móc mương thì miếng ruộng giống như bên đó đó mấy bạn, thấy móc miếng ruộng không, thì ai cũng y gan nhau à. Tại này là do phân chia của bên nông trường nghe mấy bạn. Hồi ngày trước á, người chỉ được mặt ngang 50 m, còn người nào như nhà đông đồ á, thì người ta chia nhiều thì người ta được tới 100 m. Là cho nên là mấy bạn nhìn đây mình quay nhiều khi lúc mấy bạn nó bổ con chỗ không phải sự thật, nó nhiều lắm, nhưng mà nó lòng vòng nó cũng có nhiều đó đó. Như tại vì nó xẻ khu rồi mương bọng đồ mắc cũng y gan này nghe mấy bạn. Đó. Rồi thôi vậy mấy bạn cũng cho mình xin ngưng clip đây nghe mấy bạn. Rồi nếu mấy bạn xem thấy vui á, thì nhớ ủng hộ kênh, đăng ký anh em mình để có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Rồi, bye bye. Mình hẹn gặp mấy bạn ở clip sau nha.